Kiều. Dạ. Tại sao em lại khóc? Anh chưa sao? Họ đã đi hết rồi. Dạ. Nhưng họ lỡ anh. Tại sao em lại khóc? Là một người xa lạ mà em chỉ mới gặp lần đầu. Có nghĩa là em đã yêu một người xa lạ. Thôi thôi. Thôi thôi. Rồi. Anh chưa sao? Anh làm sao vậy? Yêu nhau là có tội phải không anh? Không. Yêu nhau không bao giờ có tôi. Nhưng anh thì muốn nói với em một điều mà bấy lâu mấp máy trong tim. Mình đã bỏ thời khắc yêu trong lứa tuổi mùa thơ ấu. Để tạo nhìn tôi ngần khổ đi qua đâu. Xin một tràng vỗ tay quý vị ơi. Cảm ơn. Có phải em như người đó tâm nguyện thề hề? Trời ơi, kẻ mình yêu lớn hơn xa lạ. Thì còn gì đau đớn, đau hơn. Gần giữa tất cả mà như giặc đi qua xa. Tình đầm 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 tình đầm đầm tuyến dòng. Có phải quả mà đừng như lâu. Đã làm tình yêu đau hại đời. Tiếng kiểu ơi sao chịu tăng bóng bóng anh lo sầu. Đánh đánh một cái gì yêu. Yêu một hồi giữa xa đường. À Khắc Thiên Kiều, sống bên nhau từ thời ấu đến bây giờ. Nếu văn em rồi, anh biết sống với ai đây? Anh muốn nói là anh yêu em. Anh yêu em. Anh chưa sao? Tại sao anh lại yêu em ruột của mình? Anh đã yêu em rồi có phải không? Anh đã yêu em rồi có phải không? Phải
còn gì nữa cả khi em dập dập chẳng nên bôi xóa mồ tiên đường. Còn lại trong có đàn anh cũng không biết phải làm gì hơn nữa, chỉ cầu cho mình được chơi cô mình thôi. Trời ơi, mình có lâu yêu hồn tình ngàn dòng dòng nên bây giờ phải cố lấy yêu thiên yêu anh ta đây nỗi lòng rồi. Oh,